Đang hoàn thiện này, cơi nới, cải tạo cơi nới thêm tầng vệ sinh làm bê tông, làm bằng bê tông nhẹ này. Đây lát gạch đi nước đi âm tường nhé, nước đi âm tường bình thường nhé. Này, mọi người xem. Đang thợ đang lắp. Đây là phòng vệ sinh và đây là nhựa nano. Đang thợ vẫn đang hoàn thiện cái nhựa nano. Đây là phòng vệ sinh nước âm tường. Thử mít thái đó. Tài thế à? Review à? Dạ, đang phải review.